Ngày tranh thủ luyện tập thể dục vận động, thở, xoa bóp, điều khí, vân vân, cho cơ thể cân bằng khỏe mạnh, có tốt cho người tu theo thiền tông không ạ? Xin thầy giải thích ạ. Bây giờ cái tập thể dục đó là nó cho cái người sức khỏe vật lý. Hồi xưa ông Phật cũng còn ông cũng ngồi thiền để mà ông điều thân ông vậy. Còn mình giờ tập thể dục đâu có khác gì ông đâu. Thấy không? Không có khác. Nhưng mà có một điều á, mình đừng có lệ thuộc vào nó. Chứ gì ví dụ muốn bây giờ bữa nay tôi sổ mũi tôi ngồi thiền đổ mồ hôi hết bệnh. Mình phải vậy, ngày xưa ông Phật cũng vậy thôi. Ông Phật mà ông thấy trong người ông muốn ớn lần lạnh thì ông cũng ngồi thiền, lục diệu pháp môn, sổ tức quán. Đây bắt đầu điều thân, điều hơi thở nó hết. Nó vậy thôi.